Lời đầu xin gửi tới đời sau trân trọng đến toàn thể các bác yêu audio trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một con âm ly với thương hiệu là Mazan với model là PM74D. Con này rất là đẹp, công suất của nó là 220W, size của nó là size 45, có hai hồi gỗ. Âm ly rất là nặng, chạy cờ đợt A rất là chi tiết và hay các bác nhé. Con này thì không kén bất cứ loại loa nào, kể cả loa Nhật đến loa châu Âu nhé. Và nó có cả loa lướt nên là rất là dễ ghép loa. Hình thức của nó là rất là đẹp, không biết chề xước nào cả. Đây thì em sẽ quay phần ngoại hình của em nó để cho các bác xem. Bởi vì là cái này nó hồi gỗ nên là mắt nó không tiện lợi để tháo ra xem máy, nhưng mà máy hình thức cũng rất là đẹp. Đấy. Cái này nó cũng là đúng volume để chỉnh xét của bên loa bên trái, nên là lúc chỉnh xét của loa bên phải. Đấy, lắp vai đây các bác này. Đây là chỉnh bát bên trái và chỉnh loa bát bên phải. Lút nguồn. Đấy. Đây là cầu 1, cầu loa 2. Chứ lút này là dùng cho ghi với lại ấy là không dùng. Đấy. Đây là lút nao lớt nhá. Molo. Chuyển kênh để ghi đây. Đây là chuyển kênh đầu vào. Được đường vào đây, volume. Ở đây nút kênh cân loa các bác nhé. Đây thì tất cả khi chuyển kênh đều báo đây. CD, Follow, Tuner, Aurex, Aurex 1, Tech 1, Tech 2. Đánh Direct. Đấy, Direct là anh không qua chỉnh chỉnh budget các bác nhé. Đấy, mặt thì nó có hơi bị một chút đây thôi này. Đồ là rất là đẹp. Phần lắp lưng của nó cũng rất là mới luôn. Phần này gỗ này. Đấy. Là đẹp. Không có bị sứt mẻ hay lở nhớ gì không nhá. Mặt sau đây. Vào polo, vào CD đều được mã vàng hết nhé. Tuner Aurex 1, Aurex 2. Đấy, cái này phần này là phần để phần ghi chép rồi. Đây. Mazan model là PM74D. Đấy, điện 100V. Đấy, công suất của nó là 220W, sản xuất tại Nhật Bản này. Cơ đi máy này nó mở quá rồi, nhìn thấy. Đấy. Đánh liền lúc hai cặp loa với điều kiện là loa phải 8 đến 16 ohm nhá. Còn nếu đánh một cặp loa thì 4 đến 16 ohm. Đấy. Đây cái phần này, cái phần màu trắng trắng này là cái phần cái dây loa em được cái hàn thiếc vào. Đấy, để cho nó cứng, nó không bị hỏng dây. Nó ra thôi, chứ không phải là rơi chứ thì nhá. Đây là cắm nguồn điện ra CD chẳng hạn. Đây cắm thiết bị equalizer thì là do tùy mình. Đấy, hồi gỗ rất là đẹp. Sau hồi gỗ đây. Đấy. Đây là phần ngoại hình. Sau đó em sẽ test cái bản chất âm của em nó để cho các bác thưởng thức. Thì hôm nay em ép với đôi loa Puller CSF770 và loa hai đường tiếng bass 25 bằng vải bằng giấy gân gân bút nhé. Thiết kế kiểu như dạng loa châu Âu các bạn. Thank you.
sẽ test theo cái chứng lần nói sao bác. Đấy. Xếp một luôn. Đang xếp bên trái này. Bạn xa mãi đây khi mình yêu, tình như nắng bay trong chiều. Cảm ơn. Làm sao nói đây khi mình thương, tình như sóng trên đại dương. Lại có loa đây. Dù ai kém kém em đừng lo. Chỗ này không dùng, chỗ này. Dù ai nắng to quanh. Dùng nó direct là đánh không cần qua chỉnh nhé. Đèn nhảy này. Đấy. Tình ta chẳng tin từ giờ. Làm sao nói đây khi mình yêu. Tình như anh chẳng yêu kiều. Làm sao nói đây khi mình thương. Tình thiên thu vẫn còn vương đâu. Nhưng em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em xin phép được dừng video tại đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em cũng cảm ơn các bác những bác đã tin tưởng và ủng hộ một sản phẩm bên em, và cũng như các bác đã thường xuyên theo dõi kênh YouTube của em và trong suốt thời gian vừa qua. Nên là các bác hãy nhớ like, share kênh YouTube của em cho nhiều anh em yêu đua rừng của Tổ quốc được biết đến. Chiếc âm đi Ma Giang với model là PM74D này em bán với giá 7,5 triệu đồng các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223 269, giá trên là không bao gồm phí ship các bác nhé, và em không bán COD, mong các bác thông cảm. Em xin chào các bác.